Vâng, Thành Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thành Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì Thành Quyền xin phép được chia sẻ cái nội dung, có thể nói là cái video này muốn nhắc nhở cho chị Đinh Lan về cái vấn đề mà cái phiên phúc thẩm của ba người trợ lý Châu Nguyễn Phương An cùng với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Chúng ta còn nhớ là những cái lời chia sẻ của chị Lan đó. Chị Lan nói rằng là trong vòng từng qua đó, từng rồi đó, có nghĩa là ngày cuối cùng sẽ là ngày 20 tháng 12 năm 2023 đó, Đinh Lan sẽ chia sẻ và nhận được cái giấy triệu tập liên quan đến cái vụ phúc thẩm ba người trợ lý Châu Nguyễn Phương Hằng cùng với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Đinh Lan còn mạnh mồm tuyên bố rằng là sẽ gọi phải trả hồ sơ để mà điều tra thêm tội danh, Đinh Lan sẽ được trở thành bị hại. Rồi nào, bên cạnh đó Đinh Lan còn khoe rằng đó là mình đã nhận được cái giấy thông báo, giấy chuyển đơn từ phía tòa án tối cao, từ phía trung ương đó cả nhà, đã chuyển về cho tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, và tuyên bố rằng lần này Đinh Lan sẽ chơi thách tài, xóa sổ hàng chục kênh YouTuber mà ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng đó quý vị. Nhưng mà mãi cho đến ngày hôm nay, đã 4 ngày trôi qua rồi, thì Đinh Lan bật vô âm tính. Thì cái điều này khiến cho rất là nhiều khán giả đó, đặc biệt là các anh em YouTube cho rằng là Đinh Lan đang có cái vấn đề xảy ra. Bởi lẽ thì mỗi lần mà chị Đinh Lan vắng bóng đó, thì người ta lại đặt ra cái tình huống có phải chăng là Đinh Lan đang gặp chuyện hay là không. Bởi vì trước đó là một số những cái tờ báo, cụ thể là báo Thanh Niên đó, cũng đã có những cái thông tin mà khiến cho rất là nhiều người vui mừng. Không biết là cái con người mà ăn ở ra làm sao, cứ gọi là nghe thông tin mà mình bị cái gì đó, chị Lan mỗi lần cứ nghe thông tin chị Lan bị cái gì đó là lại hàng triệu người vui mừng cả nhà, ngộ thiệt. Còn khi bà Nguyễn Phương Hằng bà ấy gặp chuyện đó, thì chúng ta thấy rằng hàng triệu con tim, những cái giọt nước mắt đã rơi để gọi là bởi vì yêu thương bà ấy đó cả nhà. Thì mãi cho đến giờ chúng ta chưa nhận được cái thông tin gì liên quan đến cái phiên phúc thẩm này cả. Kể cả trên một số các cơ quan báo chí thì cũng không có đưa đăng thông tin này. Như vậy thì một lần nữa cho chúng ta thấy rằng là những cái thông tin chị Lan này đưa ra hoàn toàn không đáng tin cậy. Và bên cạnh đó là trên trang cá nhân Facebook đó, thì Đinh Lan có chia sẻ một cái nội dung xúc phạm, chửi bới Thượng tọa Thích Nhật Từ. Thì cái con đường này rõ ràng, cái tư tưởng này đó là chúng ta thấy rất là rõ hiện diện trên, như là ông luật sư Trần Văn Sĩ nè, rồi cho đến là các luật sư bên phía Thiền Am Bộ Trụ, Đào Kim Lăng, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miến, những cái đối tượng mà hiện tại đang gọi là trốn chui trốn nhủi, chờ một cái tấm vé để mà có thể nó đi tị nạn đó cô chú anh chị. Thì một lần nữa khi mà cái nội dung này Đinh Lan chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình để mà xúc phạm Thượng tọa Thích Nhật Từ, cho chúng ta thấy một điều, các nhân vật này họ có cái tư tưởng hoàn toàn giống nhau, và có mối quan hệ với nhau một cách gọi là có thể nói là khăng khít lắm thưa quý vị, một cách khăng khít. Đào Kim Lân thì bản thân của anh Trần Văn Sĩ, còn Đinh Lan thì đã gọi là từng là bạn bè thân thiết với Trần Văn Sĩ và được anh Trần Văn Sĩ tư vấn và giúp đỡ trong cái câu chuyện mà của Mai Xuân Cường. Thì cho nên là giấu đầu thì lội đuôi. Đinh Lan nói rằng là tôi không liên quan đến Hàn Ni, về cái câu chuyện mà mở rộng vụ án Hàn Ni mà bắt tạm giam tôi là hoàn toàn không có, tôi đâu liên hệ với Hàn Ni đâu. Nhưng mà có liên hệ với Trần Văn Sĩ hay không thì đó lại là một cái câu chuyện khác. Bởi lẽ Trần Văn Sĩ là đồng phạm với chị Ni rồi, những ai có liên quan đến hai đối tượng này thì đều có khả năng sẽ gọi là dính vào cái câu chuyện của Trần Văn Sĩ. Bởi lẽ chúng ta thấy rồi, một số những cái thông tin trên báo chí đó là cái tội danh của anh Trần Văn Sĩ bị gọi là mà khởi tố đó là đưa những cái thông tin gây hoang mang nhân dân. Và tất cả những cái điều này chúng ta thấy rằng là Đinh Lan đều có cả nhà, Đinh Lan đều có những cái vấn đề như là đưa thông tin không đúng sự thật, đưa thông tin khiến cho người dân hoang mang và vu khống xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng, quỷ từ địa ngàn hũ. Với những cái tội danh như là Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đang bị điều ra thì rõ ràng chúng ta thấy còn rất nhiều cá nhân cũng y chang như vậy, là Đinh Lan, là Thanh Trần, là Phan Phong, vân vân. Nhưng mà đến giờ này thì chúng ta chưa có cái thông tin chính thức từ phía gọi là tòa án nhân dân cấp cao hay cho đến là BC02, công an thành phố Hồ Chí Minh,
Và nếu như là cái phiên phúc thẩm này nó diễn ra thì đúng ngày mà chị Lan nói á, thì Tân Nguyên nghĩ rằng đến giờ này thì đã có tin tức rồi. Và lẽ người ta sẽ có tin tức trước đó khoảng hơn một tuần, tầm khoảng 10 ngày rồi cả nhà. Như vậy đến giờ này thì chưa có báo chí đăng tải, chưa có thông tin chính thức, thì rõ ràng cái phiên phúc thẩm này có khả năng nó sẽ không diễn ra vào cái ngày 29 tháng 12, giống như lời mà chị Lan đã chia sẻ. Ông Đài Đinh Lan chắc có lẽ là khá là nhục nhã, cục cảm cũng biết nhục nhã gì đó, cho nên là không có lên trên mạng để mà chia sẻ những cái nội dung xung quanh cái câu chuyện này nữa. Trước giờ chúng ta thấy rằng chị Lan đưa cái thông tin đó, chẳng có thông tin nào mà để gọi là có một cái chút gọi là tin cậy gì đó. Mà có con người mà sống như thế nào luôn tự cao cho mình là tuân phụ pháp luật, thượng tôn pháp luật, nhưng mà lại làm toàn là những cái điều ngược lại và khiến cho khán giả, khiến cho cộng đồng phải lên án mình. Khi mình gọi là vắng bóng đó thì người ta lại mong rằng là mình gọi là bị bế hay là bị tốn. Sống làm sao mà để cho người ta gọi là không thích mình nhiều như vậy. Có lẽ rằng đặc biệt là gia đình của Lan cũng sẽ phải cảm thấy gọi là nhục nhã trong cái sự việc mà bản thân chị Lan đã làm trong một khoảng thời gian rất là dài. Có lẽ vì những cái đồng tiền là từ một số những cái tổ chức phía nước ngoài thôi cả nhà. Ở Đinh Lan thì cũng đã nhiều lần lộ tổ chức rồi, mình là binh vực cả Nam Quang Tiến Dũng, và thậm chí là cái câu chuyện của Trương Quốc Huy thì Đinh Lan cũng nhảy vào để mà binh vực cho những cái đối tượng này. Và gần đây thì chúng ta thấy rằng trên trang cá nhân Facebook nha, Thanh Nguyên xin được đính chính là chỉ mới một ngày đây thôi, Đinh Lan vẫn còn xuất hiện trên Facebook. Đây là một trong những cái điều mà khiến cho khán giả họ gọi là tìm tôi về cái câu chuyện mà Đinh Lan đã chia sẻ cái nội dung xúc phạm Thượng Tọa Thích Nhật Từ trong cái câu chuyện mà Thiền Am bên vào vũ trụ. Thì chúng ta thấy rồi, những cái kẻ như là Đào Kim Lân, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miến hay là Lê Tùng Vân, rồi cho đến là những cái gọi là các nhân vật giả sư ở trong Thiền Am đó cả nhà, đều có cái động thái gọi là xúc phạm Thượng Tọa Thích Nhật Từ và rất nhiều khác người khác nữa, vì binh vực cho ông Lê Tùng Vân mà xúc phạm luôn Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Thì những cái cá nhân này cũng đã có một số đã phải chịu trách nhiệm trả giá cho những cái hành vi của mình rồi. Nhưng mà bản thân Đinh Lan đó, chúng ta thấy rằng là vẫn dững dưng ở phía bên ngoài, chưa có động thái nào cả. Nhưng mà rằng đây cái thông tin cho rằng là Đinh Lan sẽ đi trước mùa xuân năm 2024, thì Thanh Nguyên thấy rằng là cũng rầm rộ cái thông tin này, mà chưa biết nó sẽ ra sao. Và có lẽ rằng đó là cái điều mà rất nhiều người đang mong ngóng cho đến giờ phút này, thưa quý vị. Thậm chí là người ta sẽ gọi là mong chờ về cái câu chuyện có Hàng Ni sẽ đưa ra xét xử và phúc thẩm vụ án của Xu Phương Hằng cùng với ba người trợ lý tiến sĩ Đặng Anh Quân, mong những cái điều tốt đẹp nhất. Nhưng mà hiện tại đó thì có lẽ rằng là trong năm 2023 này thì sẽ gọi là không có phiên phúc thẩm rồi cả nhà. Khi mà đến giờ này chúng ta chưa có thông tin nào cả, có lẽ rằng sẽ qua năm 2024. Thì để xem rằng đó khoảng thời gian tới cái thông tin nó chính xác như thế nào, chứ cứ nghe lời chị Lan nói, chị Lan chia sẻ những cái thông tin vớ va vớ vẩn ở đâu ra trên trời dưới đất để mà hàng ngày để lên hù dọa hết người này, hù dọa hết người kia, hết kênh, những kênh YouTube mà hàng ngày Đinh Lan liệt kê đến bây giờ là đâu 41 kênh gì đâu, không còn 30 mấy kênh nữa. Còn cái câu chuyện mà của Hàng Đi Văn Sĩ là một trong những cái điều mà khiến cho chị Lan ăn không ngon ngủ không yên. Ngày hôm nay Đinh Lan rộ rồi, đi cái chung cái con đường, chung cái tư tưởng mà gọi là với những cái đối tượng này thì không sớm thì muộn thôi cô chú anh chị, không sớm thì muộn Đinh Lan cũng phải gọi là trả giá cho những cái hành vi của mình. Cho nên là khán giả chúng ta, cái bị cô chú anh chị mà quan tâm với sự việc Xô Nguyễn Phương Hằng đó, thì cũng đừng nên gọi là nóng vội. Chúng ta đã chờ đợi một khoảng thời gian rất dài rồi, 2-3 năm nay rồi. Vậy thì chỉ còn một chút ít thời gian nữa thì cũng cố gắng chờ đợi để có những cái tiến triển gì, Thanh Nguyên cũng sẽ ngay lập tức cập nhật gửi đến cho quý vị chúng ta theo dõi. Cũng nhắc đến chị Lan rằng thì cũng có khi mà mình gọi là nói không đúng đó, em chia sẻ thông tin gì nó sai đó, thì cũng nên gọi là đưa cái mặt của mình lên, trồi cái mặt của mình lên
để mà có một lời đính chính về những cái thông tin của mình. Ngày hôm nay thì không biết rằng Đinh Lan đã nhận được giấy triệu tập chưa. Có lẽ rằng là khi mà Thanh Quyền lên cái nội dung này thì chị Lan cũng sẽ ngay lập tức đáp trả mà thôi. Thì chúng ta chờ Đinh Lan đáp trả thế nào. Và đã có giấy triệu tập của tòa án thành phố Hồ Chí Minh, tòa án cấp cao đó, cho Đinh Lan về phiên phúc thẩm này chưa? Thanh Quyền cũng sẽ cập nhật liên tục gửi đến quý vị chúng ta theo dõi. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1.500.000 miễn phí ship. Tiếp theo thì là chào bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, 1 ký là 1.600.000, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, chà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Quý vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.